Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu tập bổ ích với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Ấn Độ. Do chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm, nên huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng tổng cộng 23 trên 27 cầu thủ mà ông triệu tập ở đợt tập trung lần này. Điều đó giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc có cái nhìn tổng thể về khả năng của từng cầu thủ, cũng như sự thích nghi của họ với yêu cầu chiến thuật mà ông đề ra. Một trong những cái tên chơi nổi bật bên phía đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Chân sút trẻ của câu lạc bộ BKM Bình Dương đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Thép Xanh Nam Định, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Thì tất nhiên khi ghi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia thì sẽ giúp cho các cầu thủ tự tin hơn rất là nhiều, và Vĩ Hào cũng là một trong cầu thủ rất là xuất sắc trong thời gian vừa qua. Thì hai thắng vừa rồi thì cũng sẽ giúp Vĩ Hào tự tin hơn trong những trận đấu sắp tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì mình hy vọng là tương lai Vĩ Hào sẽ trở thành một cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện một bộ mặt tích cực hơn so với hồi tháng 9 vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ đều đang có thể lực cũng như cảm giác bóng tốt nhất sau màn chạy đà với 4 vòng đấu đầu tiên của LP Bank V-League 1 2024-2025. Điều này giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể ngay lập tức triển khai các giáo án chiến thuật mà ông đã xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên thì sau V-League đã bắt đầu thi đấu và tất cả các cầu thủ đã có một quá trình tập luyện và thi đấu trong thời gian V-League vừa rồi, thì mọi người đã có thể trạng tốt hơn và thể lực cũng tốt hơn rất là nhiều so với đợt tập trung trước. Nhưng tôi nghĩ là vậy, thì tập trung trước thì mọi người đang trong giai đoạn nghỉ và mới chỉ tập lại và không có nhiều trận đấu, nên cái sự linh hoạt trong thi đấu vẫn còn chưa có. Trận đấu tới tôi nghĩ là toàn đội sẽ có sự thích nghi nhanh tốt hơn vào những trận đấu. Trận đấu với đội tuyển Ấn Độ tới đây có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Qua trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể giúp các cầu thủ khắc phục những hạn chế đã tồn tại suốt thời gian vừa qua. Đồng thời, ông cũng có đánh giá tổng quan nhất về phong độ cũng như khả năng của từng cầu thủ để tìm ra đội hình tối ưu cho ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Chính vì thế, một trận đấu hay cùng chiến thắng thuyết phục trước Ấn Độ là nhiệm vụ mà Văn Toàn và các đồng đội phải hoàn thành trước sự theo dõi của đông đảo các cổ động viên có mặt trên sân vận động Thiên Trường. Các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định rất là cuồng nhiệt, và việc trận đấu đội tuyển Việt Nam sắp tới đá sân Thiên Trường thì mình nghĩ là mình hy vọng tất cả các cổ động viên, không chỉ cổ động viên ở Nam Định mà cổ động viên cả nước sẽ đến coi và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.